kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, các doanh nghiệp ngành may đã trải qua giai đoạn khó khăn kể từ cuối năm 2022 và kéo dài hết cả năm 2023 với tình trạng khan hiếm các đơn hàng. Vậy hiện nay, các doanh nghiệp may mặc đang có những thời cơ và gặp phải những thách thức gì? Và trước những diễn biến đó thì ngành may đang thích ứng linh hoạt ra sao? Tất cả những nội dung này sẽ có trong mục bàn tròn doanh nghiệp hôm nay. Còn bây giờ, chương trình sẽ chuyển tới quý vị những tin tức tài chính thị trường, các sự kiện kinh tế trong tuần chương trình vừa cập nhật. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 1.600 ha đất phục vụ triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Trong đó, tỉnh phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất các khu công nghiệp đã được cấp chủ trương đầu tư đến cuối năm 2023 và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với hầu hết diện tích được giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư khu công nghiệp. Phấn đấu đạt trên 20 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập thực hiện giải phóng được 300 tới 500 ha, thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên 200 ha. Theo Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, tính đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2024, trên địa bàn tỉnh mới có 54 trên 202 doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, đạt tỷ lệ gần 27%. Để bảo đảm đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2024, có 100% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng. Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã giao các đơn vị trực thuộc kết hợp cùng các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử triển khai trực tiếp tới từng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giám sát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng hóa đơn nói chung và hóa đơn đối với xuất bán xăng dầu nói riêng. Phấn đấu đến 31 tháng 3 năm 2024 sẽ có 100% doanh nghiệp cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Đề nghị cơ cấu lại tỷ trọng phát triển nhà ở xã hội, 100% nhà ở xã hội để cho thuê hoặc 60-80% cho thuê, 20-40% để mua bán. Đây là đề xuất được các chuyên gia, doanh nghiệp đưa ra nhằm giảm gánh nặng tài chính, hỗ trợ người thu nhập thấp có nhà ở, hạn chế tình trạng bán xa đối tượng, bảo đảm công bằng và an sinh xã hội. Luật nhà ở năm 2023 đã cho phép chủ đầu tư không phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê, song không quy định cụ thể tỷ trọng bán và cho thuê trong mỗi dự án nhà ở xã hội. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 67 dự án nhà ở thương mại, 3 dự án nhà ở xã hội độc lập, 14 dự án nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại nhiều ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục giảm. Cụ thể, BIDV vừa công bố biểu lãi suất huy động mới giảm đồng loạt từ 0,1 tới 0,2% trên năm lãi suất tất cả các kỳ hạn tiền gửi. Agribank và Vietcombank lãi suất huy động kỳ hạn từ 12 tháng trở lên cùng ở mức 4,7% trên năm. Xu hướng giảm lãi suất huy động còn xuất hiện ở nhiều ngân hàng khác như PCBank, MB, ACB, SCB. Dù lãi suất huy động đã liên tiếp giảm và giảm mạnh trong cả năm qua, nhưng lượng tiền gửi ngân hàng vẫn rất lớn, lượng cho vay tăng không đáng kể. Cùng với việc công khai thông tin lãi vay bình quân theo chỉ đạo từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng cũng đã có nhiều ưu đãi với các gói lãi suất cho vay. BIDV đã dành khoảng 630.000 tỷ đồng để cho vay ưu đãi. Lãi suất đã được điều chỉnh giảm sâu xuống dưới 5% trên năm, 5,79% là mức lãi vay SHB dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp ở các khoản ngắn hạn và trung dài hạn. Không chỉ cạnh tranh về lãi suất, các ngân hàng còn tăng cạnh tranh bằng các tiện ích đi kèm. Vietcombank giảm luôn 0,5% lãi suất cho các khách hàng đang vay vốn ở một số lĩnh vực mà không cần phải đi vay khoản mới được hỗ trợ. Hiện có khoảng 13,8 triệu tỷ đồng tiền gửi trong hệ thống ngân hàng. Nếu không cho vay được, các ngân hàng sẽ vẫn phải trả lãi cho người gửi tiền. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện chỉ đạo đôn đốc Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ giải pháp ổn định thị trường vàng. Mục tiêu nhằm bảo đảm ổn định, bình ổn, an toàn thị trường vàng, góp phần hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế, đồng thời bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững. Thị trường vàng nhiều ngày qua liên tục biến động, đến hẹn lại lên khi mùa xuân đến mang hương bưởi thơm ngát khắp không gian. Cũng là thời điểm nhiều địa phương ở Hưng Yên vào vụ chế biến bột sắn dây. Sản phẩm đã trở thành món quà được nhiều người tiêu dùng lựa chọn dành tặng cho người thân, bạn bè. Tại thành phố Hưng Yên, chế biến bột sắn là nghề truyền thống tại nhiều địa phương như xã Phương Triểu, Hồng Nam, Tân Hưng và phường Hồng Châu.
Bột sắn dây hiện ở mức giá ổn định 120-180.000 đồng trên kg. Nhiều cơ sở sản xuất đã quan tâm đầu tư máy móc, chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Với nhiều công dụng cho sức khỏe, làm đẹp, sản phẩm bột sắn dây Hưng Yên có thị trường tiêu thụ thuận lợi, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để chế biến món ăn hàng ngày hoặc làm quà biếu. Thưa quý vị và các bạn, các doanh nghiệp ngành may đã trải qua giai đoạn khó khăn kể từ cuối năm 2022 và kéo dài hết cả năm 2023 với tình trạng khan hiếm các đơn hàng. Vậy hiện nay, tình hình này đã được cải thiện chưa? Các đơn hàng có sự khởi sắc ra sao? Đồng thời, ngành may cũng gặp phải khó khăn, thách thức gì trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới cũng như vấn đề vận tải quốc tế? Và trước những diễn biến đó thì ngành may đang thích ứng linh hoạt ra sao? Tất cả những nội dung này sẽ có trong mục bàn tròn doanh nghiệp hôm nay. Trước tiên sẽ là phóng sự ngắn do nhóm phóng viên vừa thực hiện tại các doanh nghiệp may trên địa bàn. Những ngày này, không khí làm việc tại doanh nghiệp dệt may rất khẩn trương vì đã có đơn hàng ký đến hết tháng 8 năm 2024. 12 nhà máy trong hệ thống của doanh nghiệp này trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã có đơn hàng ký đến hết tháng 7, tháng 8, thậm chí có đơn hàng đã đặt giữ chỗ đến tháng 10. Đó là những tín hiệu rất vui của các doanh nghiệp ngành dệt may sau một thời gian dài trầm lắng do sức mua của thị trường giảm. Đơn hàng tăng mang đến niềm vui cho người lao động. Từ đầu năm 2024 trở về đây thì là tôi thấy cái lượng hàng của công ty là khá là nhiều và dồi dào. Chính vì vậy mà cái công việc của chúng tôi cũng được ổn định hơn và cái mức thu nhập của người lao động với cả các cái chế độ của người lao động mới được cao hơn, tốt hơn. Năm 2023 được coi là một năm vô cùng khó khăn đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc. Mặc dù năm nay các đơn hàng đã cải thiện đáng kể, nhưng theo các chuyên gia dự báo, kinh tế thế giới còn hết sức bất định nên năm 2024 vẫn tiếp tục là năm thử thách với ngành dệt may, đặc biệt là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiều khi chúng tôi có những đơn hàng hàng triệu sản phẩm, nhưng đùng một cái họ thông báo tôi chỉ còn 500 thôi, thì mất đi một nửa, thì lúc đó ta phải định hướng như thế nào? Đấy là những vấn đề lớn mà trong năm nay cái tình hình mà bất định như thế này, thì cũng phải có những cách tính nó phải phù hợp với tình hình thị trường như hiện nay. Do đó, doanh nghiệp dệt may không chủ quan trước những thuận lợi mới xuất hiện và đồng thời cũng cần nắm được những khó khăn thách thức để có được sự linh hoạt trong chiến lược sản xuất kinh doanh. Để hiểu rõ hơn những thuận lợi thách thức của các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cũng như những giải pháp để thích ứng linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, mời quý vị lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Chi hội Dệt may Đông Bắc Bộ, Phó Chủ tịch Hiệp hội May mặc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Hưng Yên ngay sau đây. Vâng, trước tiên thì rất là cảm ơn ông đã dành thời gian để trao đổi với chương trình tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa ông, có thể nói rằng ngành may mặc thì đã trải qua một giai đoạn khá là trầm lắng tính kể từ cuối năm 2022 cho đến năm 2023. Vậy thì hiện nay tình hình các đơn hàng của ngành may mặc thì đã có những cái tín hiệu vui hơn chưa ạ? Nếu như so với năm 2023 thì năm 2024 thì lượng hàng tương đối nhiều hơn. Bởi vì năm 2023 ấy, thì do năm 2022 người ta nhập khẩu tương đối nhiều, cho nên dẫn tình trạng gọi là quá mua. Nhưng đến năm 2023 thì nó bán gần như hết, cho nên gần như các thị trường bắt đầu quay trở lại đặt hàng. Tuy nhiên thì cái lượng hàng đặt nhiều nhưng giá không thể tăng lên được. Với lý do ấy, là tất cả cái thị trường thì do cái vấn đề lạm phát, cho nên tất cả các mặt hàng thiết yếu cho người lao động, ví dụ như nhà ở, ví dụ như xăng dầu, chất đốt, lương thực thì tất cả cái đó đều cao. Nhưng mà từ đây chỗ ấy thì người ta sẽ điều chỉnh về cái mặt hàng may mặc. Đấy, và nhất là một số các cái chính sách về vấn đề môi trường ấy thì người ta yêu cầu là phải cái lượng hàng phải được tái chế, phải được dùng lại và lượng hàng không được bỏ đi. Khi ngựa mán thừa ấy, thì anh phải bỏ tiền ra để làm thế nào tái chế để cho người dân dùng lại. Thế cho vì thế cái lượng hàng nó cũng giảm xuống và cái giá hàng thì không tăng lên được. Thế cho nên có thể nói là năm nay thì cái lượng hàng tốt nhưng về vấn đề giá gia công thì không tăng mà thậm chí còn giảm. Vậy thì với những doanh nghiệp nhỏ thì tình hình về đơn hàng thì như thế nào ạ? Theo cái thông báo của ngành dệt may Việt Nam thì rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ phá sản. Và thậm chí có nhiều doanh nghiệp kể cả lớn, một cái doanh nghiệp ở Thái Thụy, Thái Bình cũng với quy mô trên 1.000 lao động nhưng họ cũng giao bán doanh nghiệp và nhiều các doanh nghiệp khác nữa. Thế còn những cái tổ hợp khoảng 5, 70, 100, 200 ấy thì hầu như người ta co cụm lại.
không đủ hàng để làm. Với mấy lý do, một là các cái doanh nghiệp lớn thì người ta không đủ điều kiện để đưa ra ngoài, bởi vì đã đưa ra ngoài thì phải đánh giá, phải đặt cái tiêu chuẩn. Nhưng những đơn vị nhỏ thì không đủ điều kiện. Thế mà những cái đơn vị nhỏ ngày xưa thì chủ yếu ta làm hàng trong một mấy thị trường, một là thị trường Hàn Quốc, hai là cái thị trường trong nước. Nhưng hiện nay thì thị trường Hàn Quốc cũng xuống rất nhiều và thị trường trong nước cũng vậy, xuống rất nhiều. Nên vì thế hầu như doanh nghiệp nhỏ là không có đơn hàng để phát triển sản xuất. Vâng, bên cạnh đó thì ngành may mặc cũng đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức như thế nào? Ngành may cũng đang đối mặt với một số vấn đề. Đó là chính sách nhập cư của một số các cái thị trường lớn. Ví dụ từ châu Âu, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Thì họ có chính sách, tức là nới lỏng cái tình hình nhập cư cho tất cả lao động. Cho nên rất nhiều doanh nghiệp ở Hưng Yên nói riêng và trong cả nước nói chung thì đều mất lao động có nghề, và kể cả lao động phổ thông họ chuyển đi lao động hợp tác ở một số cái nước đó. Thế cho đây cũng là một cái vấn đề đối mặt. Vấn đề thứ hai nữa đó là vấn đề các cái khu công nghiệp mới mở ra những ngành nghề mà có thể rất cần những lao động trẻ có văn hóa và có trình độ đào tạo chuyên môn. Thế nên vì thế nên chúng tôi nghĩ rằng là đối với lao động may thì chắc chắn là khó nhận được lao động trẻ. Thế thì chúng tôi cũng đang dự kiến là sẽ có cái định hướng là sẽ xây dựng một số các cái khu tập thể và cái khu chung cư cho người lao động. Trước mắt nếu họ chưa có tiền thì cho thuê thấp, và khi họ có tiền rồi thì ta bán với giá rẻ và trả chậm cho người lao động, cũng là để tạo điều kiện cho con cái họ có điều kiện học tập. Và chính cũng thấy rằng đây cũng là cái nơi, cái ngành này cũng là nơi để mà họ có thể kiếm sống được, thì họ cũng sẽ trở thành cái lớp công nhân thứ hai, thứ ba, thứ tư của chúng tôi sau này. Trước những khó khăn thách thức như vậy thì theo ông các doanh nghiệp cần phải có sự thay đổi và sự thích ứng linh hoạt như thế nào để đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất ạ? Hiện nay thì chúng tôi vẫn xác định để mà đạt được cái mục tiêu mà ngành dệt may đặt ra năm vừa rồi thì đạt xấp xỉ là 40 tỷ đô la kim ngạch xuất khẩu. Và năm nay thì cũng đang dự kiến là cố gắng làm thế nào đẩy lên tăng 10%. Nhưng tôi cho rằng cái điều đó là tương đối khó. Tuy nhiên thì vẫn phải cố gắng thôi. Một là tăng năng suất mấy con đường. Một là làm thế nào đó để cho đẩy nhanh cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào, quản lý bằng công nghệ số, đưa thiết bị tiên tiến vào để đưa năng suất lên. Và mặt khác nữa thì cũng phải đào tạo người lao động để cho cái tay nghề tốt lên thì mới có thể đạt được cái mức mà tiền lương chúng tôi cũng đang mong muốn mỗi năm phải tăng 5% tiền lương. Thế thì nếu như không có tăng năng suất mà trong khi mà giá gia công giảm đi thì mình không tăng năng suất thì làm sao tăng tiền lương. Thế cho nên đấy là cái con đường mà chúng tôi đang định hướng phải đi. Nhưng xác định năm nay là cái năm mà có thể phải nói là rất bất ổn. Nếu mà trong cái tình trạng bất ổn như thế thì bất định như thế thì chúng ta phải làm thế nào đó tìm cái cách làm, cách ứng xử cũng hoàn toàn linh hoạt. Tức là phải căn cứ thị trường để mà định hướng, để mà có thể xây dựng kế hoạch của mình. Thế còn câu chuyện đối với các doanh nghiệp nhỏ hiện nay thì ra sao ạ? Doanh nghiệp nhỏ thì anh có thể sản xuất những lô hàng nhỏ được. Ví dụ những lô hàng thời trang, những lô hàng bán trong nước, hoặc những lô hàng độ 70 cái, 100-200 cái. Thì lúc đó ấy, thì có thể nói rằng là họ có điều kiện cạnh tranh với những doanh nghiệp lớn được. Nhưng buộc họ phải tính đến cái việc mà chuyên môn hóa cao, chuyên nghiệp. Chứ theo cái kiểu mà dùng một 70 m² của nhà mình để làm kê độ chục cái máy ấy, thì tôi cho rằng sẽ rất khó. Phải làm thế nào hợp tác với những doanh nghiệp lớn, và doanh nghiệp lớn cũng phải giúp đỡ họ. Có thể là có những cái tổ hợp người ta làm những cái việc nào đó nhỏ nào đó mà chúng tôi có thể cái mặt bằng đưa cho họ, giao cho họ để họ làm ngay tại chỗ trong công ty thì sẽ an toàn hơn cho người lao động. Đấy, thì thay vì mà chúng tôi không quản lý cái nhóm đó thì giao cho họ quản lý và đưa cho họ gia công cho chúng tôi, thì cái việc đó thì cũng nhiều doanh nghiệp đã làm được. Thì tôi cho rằng đấy cũng là một trong cái phương hướng mà giúp các doanh nghiệp nhỏ cùng phát triển. Một lần nữa thì rất là cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với chương trình. Chương trình tạp chí Kinh tế Phố Hiến cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.